Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Memfo, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn đó là chức năng chỉnh sửa hiển thị đối tượng dạng line nha, dạng đường. Trong bài học chúng ta có nè, sử dụng các công cụ như line nè, boolean line, hạt nè, là các công cụ dạng đường. Rồi chúng ta phải chỉnh sửa nó nè, chỉ tay lên nè, mở lên chỉnh sửa nè, nha. Rồi ta vào thực hành luôn nha. Đây, đây là dạng đường nha. Bài này hôm trước tôi ta số hóa nè. Bây giờ giả sử nha, tôi vô đây nè, tôi chấp đôi vô nè, là không xử lý được nha, là chúng ta phải bấm như nè, đó, edit nào mới được nha, chọn edit mới được nha. Rồi thêm vô đó, ta chọn đối tượng nha, rồi ta bấm vô nè, lại ở đây ta sửa là lấy 2 thôi, màu nó màu màu hồng đi. Ok, đó nó sửa nè các bạn, để sửa chọn nhiều. Đó, chúng ta bấm shift nha. Rồi, vô đây like. Cho 2 đi. Cho nó màu hồng đi. Đó. Thấy không? Giả sử cái này nè, ta muốn sửa riêng cái đối tượng này, ta chấp đôi cũng được nè, nó chấp đôi vô. Cái này nha. Cho nó màu xanh này đi. Đó, 5 đi. Ok. Nó vẫn sửa bình thường nha. Với điều kiện nha, khi chúng ta nhấp đôi vô là phải chỗ này phải là edit nha. Còn tất cả đối tượng này nè, nếu chúng ta chọn một lượt nè, giống như đây, sửa lần lượt luôn, cho nó nét nước nền chẳng khác đi, rồi cho nó màu xanh đi, like nó là 3 đi. Ồ, nó làm phát một thôi. Bạn lưu ý nha, cái này là chung, còn nếu mà ta sửa riêng từng cái nhấp đôi vô đó, cho nó lại thẳng này, cho nó khác bên cái này. Đó, các bạn thấy không, đơn giản vậy đó. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe, rồi chúc các bạn thực hành thành công nha.